về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Cô Thúy xin chào tất cả các con. Chào mừng các con đã quay trở lại lớp học toán cùng với cô Thúy. Ở buổi học trước, các con đã được học cách tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật rồi đúng không nào? Đến buổi học ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng học cách tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương. Các con đã chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập để chúng mình sẵn sàng cho buổi học ngày hôm nay chưa nhỉ? Chúng mình bắt đầu nhé! Về kiến thức trọng tâm của buổi học ngày hôm nay, các con sẽ chú ý cho cô gồm có hai phần. Phần thứ nhất, các con sẽ biết cách tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương. Và phần thứ hai, các con sẽ vận dụng để giải các bài tập liên quan. Bây giờ chúng mình sẽ đi vào phần đầu tiên nhé. Các con cùng chú ý vào màn hình giúp cô nhé. Ở đây là một hình lập phương. À, hình lập phương thì có 6 mặt là các hình vuông bằng nhau đúng không các con? Vậy thì các mặt của hình lập phương là các hình vuông bằng nhau nên diện tích xung quanh của hình lập phương sẽ bằng diện tích của một mặt nhân với 4 và diện tích toàn phần của hình lập phương sẽ bằng diện tích một mặt nhân với 6. Bây giờ cô và con sẽ cùng làm một ví dụ nhé. Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 5 cm. Vậy thì diện tích xung quanh của hình lập phương sẽ bằng diện tích của một mặt nhân với 4 và diện tích toàn phần của hình lập phương sẽ bằng diện tích một mặt nhân với 6 đúng không nào? Cô sẽ có lời giải. Diện tích xung quanh của hình lập phương đó là cô sẽ lấy diện tích của một mặt nhân với 4, cô được kết quả bằng 100 cm². Tiếp đến nào, diện tích toàn phần của hình lập phương đó là cô sẽ lấy diện tích của một mặt nhân với 6, cô được kết quả là 150 cm². Vậy là các con đã biết cách tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương rồi đúng không nào? Bây giờ chúng mình sẽ chuyển sang làm bài tập nhé. Bài tập đầu tiên, đề bài yêu cầu các con là tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 1,5m. Vậy thì để tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương thì chúng mình sẽ nhớ lại công thức mà các con vừa mới học xong nào. Diện tích xung quanh của hình lập phương sẽ bằng diện tích của một mặt nhân với 4. Diện tích toàn phần của hình lập phương sẽ bằng diện tích của một mặt nhân với 6. Bây giờ con hãy tạm dừng video lại và làm bài tập vào trong vở nhé. Lát nữa chúng mình sẽ quay trở lại để xem cô chữa bài tập nào. Được rồi, vậy là con đã hoàn thành bài tập vào trong vở rồi đúng không nhỉ? Bây giờ chúng mình hãy cùng chú ý để kiểm tra xem là mình làm đúng hay là sai nhé. Cô có lời giải đầu tiên sẽ là diện tích xung quanh của hình lập phương đó là cô sẽ lấy diện tích của một mặt nhân với 4. Các con vừa tính được kết quả bằng bao nhiêu nhỉ? Đúng rồi, kết quả sẽ bằng 9m². Tiếp đến nào, diện tích toàn phần của hình lập phương đó là cô sẽ lấy diện tích của một mặt nhân với 6. Cô được kết quả là 13,5m². Cô có đáp số diện tích xung quanh của hình lập phương là 9m² và diện tích toàn phần của hình lập phương là 13,5m². Tiếp theo, cô và con sẽ chuyển sang bài tập thứ 2. Các con cùng đọc đề bài với cô nhé. Người ta làm một cái hộp không có nắp bằng bìa cứng dạng hình lập phương có cạnh 2,5 dm. Tính diện tích bìa cần dùng để làm hộp, không tính mép dán. Các con chú ý nhé, đây là một cái hộp không có nắp. Hộp không có nắp nên chỉ có 5 mặt thôi đúng không nào? Do đó diện tích bìa cần dùng sẽ bằng
diện tích một mặt nhân với 5. Đấy, bây giờ con hãy tạm dừng video lại và làm bài tập vào trong vở nhé. Lát nữa chúng mình sẽ quay trở lại để xem cô chữa bài tập nào. Vậy là các con đã hoàn thành bài tập vào trong vở rồi đúng không nhỉ? Bây giờ chúng mình hãy cùng chú ý lên trên màn hình nhé. À, vì đây là một hộp không có nắp nên chỉ có 5 mặt. À, vậy diện tích phần bìa dùng để làm hộp sẽ bằng diện tích của một mặt nhân với 5. Đấy, trước tiên cô và con sẽ tính diện tích một mặt là cô sẽ lấy cạnh là 2,5 nhân với chính nó, 2,5 nhân với 2,5 bằng 6,25 dm vuông. Tiếp đến cô có lời giải diện tích bìa cần dùng để làm hộp là cô sẽ lấy diện tích của một mặt nhân với 5. 6,25 nhân với 5 cô được kết quả bằng 31,25 dm vuông. Vậy cô có đáp số diện tích bìa cần dùng để làm hộp là 31,25 dm vuông. Vậy là các con đã biết cách tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương rồi đúng không nào? À, chúng mình cũng đã làm bài tập rồi. Cô hy vọng video này sẽ giúp ích cho con trong việc học và làm bài tập môn toán. Cô cảm ơn tất cả các con đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các con vào buổi học ngày hôm sau nhé. Bye bye. Khóa học viên sách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên sách.